Quý vị và các bạn hẳn là còn nhớ đến câu chuyện của chàng trai Trần Nguyễn An Khương, 28 tuổi, ở Tân Lộc, Thới Bình, Cà Mau, đã hoàn thành hành trình 2.000 km từ Cà Mau ra Hà Nội để đăng ký hiến sống một phần cơ thể của mình. Động lực thôi thúc Khương thực hiện hành trình này đó là tâm nguyện của người bạn thân trước khi mất. Vào đầu năm 2013, Khương sửng sốt khi biết là một người bạn thân làm chung khách sạn đột ngột được phát hiện là bị suy thận giai đoạn cuối và qua đời chỉ sau đó 2 tháng. Sau cái chết của bạn, Khương bắt đầu tìm hiểu và dần dà ý thức được ý nghĩa cao cả của việc hiến tạng, hiến tủy, hiến xác. Và điều đó đã thôi thúc anh thực hiện cuộc hành trình đạp xe xuyên Việt. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng muốn kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện của một chàng trai cũng có hành động và suy nghĩ nhân văn như vậy. Đó là một chàng trai vừa kết thúc hành trình hơn 2 tháng đi bộ xuyên Việt của mình với mong muốn là được gây quỹ ủng hộ những người dân nghèo miền Trung và thực hiện tâm nguyện được đăng ký hiến tặng. Vâng, sáng ngày hôm nay thì chàng trai này đã có mặt tại Hà Nội để thực hiện tâm nguyện đó sau cuộc hành trình đi bộ kéo dài hàng tháng trời. Trần Hữu Dương quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, vừa kết thúc cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt. Chàng trai 27 tuổi này cho biết, anh bắt đầu cuộc hành trình từ tỉnh Cà Mau vào 5 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm 2016 và kết thúc vào 12 giờ trưa ngày 12 tháng 7 năm 2016 tại tỉnh Lạng Sơn. Dương đã có mặt tại trung tâm điều phối về ghép bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Việt Đức để đăng ký hiến tạng. Sau khi được các bác sĩ của trung tâm tư vấn về thủ tục cũng như những vấn đề liên quan, Dương đã đặt bút ký vào đơn xin hiến tạng. Tin gọi là khi mà tôi đọc được cái là hiến tạng có thể cứu sống được nhiều người. Hiến tạng sau khi chết, sau khi mình chết thì mình có thể cứu sống được nhiều người. Thì tôi thấy rằng đó là một điều tốt mà, bởi vì thân thể của mình thì cát bụi mà. Sau này thì nếu mà mình chết đi mà thực sự mà còn có thể cứu sống được những người khác thì tội gì mà không làm. Ngoài việc trải nghiệm một hành trình đã ấp ủ, Dương còn thực hiện việc gây quỹ để ủng hộ người dân nghèo miền Trung trên những hành trình mình đã đi qua. Những người như chúng tôi thì như cũng không thể truyền tải được đến hết đến cộng đồng. Nếu như các bạn ấy giúp chúng tôi để tiếp tục truyền tải cái việc này thì nó sẽ rất là tốt cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng ta. Bởi vì là như bạn biết thấy là gần đây có một cái số liệu thống kê ở Mỹ cho thấy rằng là mỗi năm nước Mỹ có đến khoảng 20.000 ca người ta không có tạng để ghép và tử vong bởi vì không có tạng ghép. Ít nhất là một nước rất là phát triển như nước Mỹ như vậy. Và ở Việt Nam thì chúng ta có rất nhiều những cái số liệu thống kê. Chẳng hạn như là có 5.000 người chờ ghép gan hay có bao nhiêu nghìn người chờ ghép rác mạc. Đấy là cái số liệu mà chúng ta rất là cần. Trước Dương, nhiều người hẳn đã biết đến chàng trai Trần Nguyễn An Khương, 28 tuổi, đã hoàn thành hành trình xuyên Việt bằng xe đạp từ Cà Mau ra Hà Nội để đăng ký hiến tạng. Câu chuyện của Dương hay của An Khương đều thể hiện một tâm nguyện duy nhất. Đó là hy vọng để cứu sống được nhiều người khác sau khi mình qua đời. Thưa quý vị và các bạn, trong trường quay của cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay và ngay lúc này, đó là bạn Trần Hữu Dương, người vừa xuất hiện trong phóng sự vừa rồi của chúng tôi. Trần Hữu Dương thân mến, trước tiên là rất cảm ơn bạn vì đã bớt chút thời gian trong một buổi sáng sớm như thế này để đến với trường quay của VTC14. Và câu hỏi đầu tiên thì Vi Dung xin được dành cho bạn, đó là xuất phát từ đâu mà bạn lại có cái ý định là thực hiện một cái chuyến hành trình xuyên Việt từ Nam ra Bắc với cái chiều dài đoạn đường cũng khá là dài, 2.000 cây số như thế, để có thể thực hiện cái tâm nguyện của mình là huy động cái nguồn tiền để ủng hộ và quyên góp cho quỹ người nghèo miền Trung. Dạ, em chào chị cũng như là khán giả. Thì bản thân em thì ngay từ ngày nhỏ thì đã sống ở trong một cái gia đình cũng khá khó khăn và được cái sự trợ giúp của rất là nhiều các cái câu lạc bộ tình nguyện, từ cây viết hoặc là quyển vở, thậm chí đến quần áo và đồ ăn. Và cũng một lần rất là tình cờ em được coi cái video clip về cái hành trình mang 7 người khuyết tật leo Phan Xipang của câu lạc bộ xuyên Việt. Và qua cái video clip đó thì em cảm thấy rất là xúc động và cũng muốn cống hiến một cái phần nào đó, cái đam mê của mình, đam mê được khám phá các cái vùng đất ở Việt Nam, và muốn dùng cái đam mê của mình đó để mà vừa thực hiện được cái mong muốn của mình và vừa gây quỹ để có thể giúp cho chia sẻ một chút cái khó khăn với đồng bào miền Trung. Vậy thì bạn có thể kể lại cho khán giả VTC14 được biết là cái chuyến hành trình vừa rồi của bạn như thế nào, bạn đã bắt đầu như thế nào, đã kết thúc nó như thế nào và nó kéo dài bao lâu?
Dạ, em bắt đầu hành trình từ ngày 5 giờ sáng ngày 5 tháng 5 2016 và kết thúc vào trưa 12 giờ trưa ngày 12 tháng 7. Mất hơn 2 tháng. Dạ. Và cái cung đường thì dài khoảng 2.400 km. Cũng có rất là nhiều các cái vất vả ở trên đường, nhưng mà ban đầu thì một vài ngày đầu thì mình đi như thế thì nó có một vài các cái khó khăn. Tuy nhiên là lâu dần nó trở thành cái chuyện hàng ngày của mình, cho nên nó trở nên dễ dàng hơn. Và Hữu Dương thân mến, tôi có một câu hỏi với bạn là trong quá trình dài như vậy, rất là khó khăn, lại còn đi bộ nữa, thì chắc hẳn là bạn không thể mang nhiều tư trang. Vậy có khi nào bạn gặp khó khăn không? Hãy chia sẻ với các khán giả đang theo chương trình. Tại vì là em vừa đi vừa chạy, buổi ngày thì em đi, buổi tối thì có nhiều thời gian mà nó mát trời hơn thì em chạy, mà mang nhiều đồ đi quá thì nó sẽ rất là nặng, cho nên là đồ đạc thì em chỉ có mang có 3 bộ quần áo, một cái võng và một số các cái tư trang mà phục vụ cho cái chuyến hành trình của mình. Thế không biết là khi bạn nảy ra ý tưởng và bắt đầu thực hiện nó thì gia đình rồi bạn gái của bạn có ủng hộ không và họ phản ứng như thế nào? Ra thì ban đầu thì bố mẹ cũng như là rất là nhiều người thân thì cũng không đồng ý với cái quyết định của em, bởi vì cha mẹ nào cũng thương con cái cả. Nếu mà thấy con cái của mình mà quăng quật ngoài cuộc sống thì cũng đau lòng. Tuy nhiên là khi mà được em giải thích về cái tâm nguyện của mình, muốn cống hiến và muốn cho đi cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, thì bố mẹ và gia đình cũng dần dần hiểu và đồng ý cho đi. Hữu Dương thân mến, chúng tôi được biết là vào ngày hôm qua thì bạn đã có mặt ở Bệnh viện Việt Đức để đăng ký thực hiện cái tâm nguyện của mình, đó là hiến tạng. Vậy thì chúng tôi muốn hỏi bạn là bạn đã tìm hiểu rõ về cái điều này chưa? Bởi vì là cái việc hiến tạng với một người mà tức là cơ thể không còn sống nữa thì nó rất là khác với cái việc là cơ thể chúng ta vẫn đang còn sống, nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe sau này. Thì cái tâm nguyện hiến tạng là do bạn Trần Nguyễn An Khương, tức là một thành viên trong câu lạc bộ Xuyên Việt, đã đạp xe từ Cà Mau ra Hà Nội để kêu gọi hiến tạng. Thì bạn ấy cũng là một người bạn thân và một người anh em ở trong câu lạc bộ của em. Thì với cái việc làm nhân đạo của bạn đó thì khi mà em tìm hiểu thì em thấy cái việc làm của bạn ấy hết sức là nhân văn và ý nghĩa. Và khi mà tìm hiểu một chút ở trên mạng thì em thấy rằng mình hy sinh một chút nào đó cuộc sống của mình mà có thể làm cho đời sống của ai đó họ trở nên tốt đẹp hơn, thì mình tự cảm thấy trong lòng mình rất là vui, và đó là em quyết tâm hơn trong cái việc mà cống hiến cái hy sinh một chút nào đó của mình. Vậy thì trong suốt 2 tháng hành trình vừa rồi của Dương thì có người bạn nào muốn đồng hành cùng với Dương trong cái chuyến hành trình này không? Thực ra thì nhờ cái mạng Facebook và một số các cái câu lạc bộ ở phượt ở khắp mọi miền Tổ quốc thì em quen biết được rất là nhiều người, và chính nhờ những cái con người như vậy mà cái chuyến hành trình của em nó trở nên dễ dàng hơn, và cũng có rất là nhiều người đồng hành với em, nam có, nữ có, trẻ nhỏ có, bạn trẻ nhất là 12 tuổi, bạn ấy đi được 22 km, có những bạn thì bạn nữ đi được 80 km. Và đặc biệt là cái đoạn về đích của em từ Bắc Giang thì em đã được anh chị em ở Bắc Giang, Lạng Sơn đã đồng hành với em từ Bắc Giang lên Lạng Sơn về đích với một cái cơn mưa rất là to. Những hình ảnh đó chắc chắn là rất ý nghĩa và nó sẽ để lại trong Dương rất nhiều kỷ niệm, đúng không? Yeah. Ngoài cái chuyến hành trình vừa rồi thì Dương còn có cái ý định là sẽ thực hiện nhiều những cái dự định khác của mình để có thể gây thêm, có thể ủng hộ thêm nhiều cái số tiền hơn nữa cho các quỹ, ví dụ như cho người nghèo, hay là thực hiện những cái chương trình mà kêu gọi mọi người hiến tạng không? Dạ, cái đấy chắc chắn ạ. Thì sắp tới thì em cũng đang dự định ấp ủ một vài các cái dự định để tiếp tục kết hợp với câu lạc bộ của em, câu lạc bộ Xuyên Việt, để cũng kêu gọi các cái chương trình từ thiện, cũng như là đặc biệt là hôm qua thì em thấy cái việc hiến tạng nó khá là nhân văn, và sắp tới thì bên em sẽ truyền thông mạnh mẽ cho cái vấn đề này. Chúng tôi rất cảm ơn Dương một lần nữa vì đã đến trường quay của chúng tôi ngày hôm nay, và chúng tôi cũng chúc cho bạn là sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều nhiệt huyết để có thể thực hiện hết những cái dự định đó của mình. Một lần nữa rất cảm ơn Dương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của Trần Hữu Dương quả thật rất đáng để chúng ta ngưỡng mộ.
Và chúng tôi nghĩ rằng là những gì mà Dương chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thì sẽ có thể tiếp thêm nghị lực và ý chí cho nhiều bạn trẻ khác để có thể thực hiện được ước muốn, tâm nguyện như Dương, để những người nghèo thì sẽ bớt đi được một phần khó khăn, để nhiều em nhỏ sẽ có cơ hội được đến trường, và để nhiều bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo đang chờ được ghép tạng thì sẽ tiếp tục sự sống, thì sẽ có thêm được cơ hội. Và chúng tôi một lần nữa dành lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Dương vì đã đến chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin và sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay 14 tháng 7.